Hello mọi người, chào cả nhà nha. Hello Kim. Đâu rồi? Kim đâu rồi? Giờ này cái phone mới kỳ ha, nó gần quá chị, gần luôn mấy chị. Like mà quá gần luôn. Hello mọi người, chào mọi người phải không? Đó, Christine và Kim đang có mặt tại Houston nha. Hôm nay thời tiết Houston rất là đẹp. Trời mưa rất là lớn luôn. Mưa ngừng rồi. Hồi nãy cực kỳ là gọi là super mưa lớn luôn á mấy anh chị. Mưa tới nỗi mà xe mà bật gạt nước á là gọi là gì ta, không thấy đường mà đi luôn á. Hiện tại thì mấy cái parking nó hơi bị ngập chút xíu nên là đậu xe nó hơi xa. Đó, tụi xin đang đi dạo vòng vòng nha mấy anh chị. Đang đi gặp mọi người. Ngập lắm, chỗ đậu xe đây nó hơi đâu vậy? Là quán này phải không? Phải quán này không? Ồ vậy hả? Đây, cô xin đang có mặt tại hẻm nha. Hôm nay thì cô xin tới hẻm đây, hẻm kitchen. Hẻm kitchen nha mọi người. Tại vì hôm nay là cô xin có hẹn với bạn. Và hẹn bạn cũng khá lâu rồi, mấy tháng rồi. Hôm nay thì mới chính thức được gặp nha. Hello anh Đại, hay Hồng Trung. Đây là hẻm rất là nổi tiếng ở bên Houston nha mọi người. Là cô xin cũng tới đây là lần này là lần thứ 3 rồi. Và hôm nay là cô xin tới nữa. Tại vì có hẹn với bạn là mấy tháng rồi. Hôm nay thì mới được gặp. Đâu rồi ta? Hai Thiêm, Thiêm lần đầu tiên tới hẻm đúng không Thiêm? Tới hẻm đúng không? Đây Thiêm cũng lần đầu tiên tới hẻm nha. Design rất là đẹp luôn. Đó. Thì anh chị nào có thời gian là mình ghé đây nha. Buổi tối rất là đông và hôm nay là thời tiết ở bên Houston mưa nhưng mà rất là mát nha mấy anh chị, mà không hề thấy nóng. Và ngày mai nữa là cô Sinh sẽ có demo show nha mấy anh chị. Ngày mai nữa là cô Sinh sẽ có demo show tại Thi Spa, bắt đầu từ 10 giờ tới 5 giờ nha. Và cô Sinh cũng có mặt tại tại Houston rồi. Hôm nay thì mới tới thôi. Tại hôm nay trời mưa nên thành ra là mình thấy tối hơi sớm, chứ thực sự giờ này là thời tiết rất là mát nha. Thời tiết rất là đẹp luôn Cẩm ơi. À, cô Sinh đang ở ngoài nha Cẩm. Đang ở ngoài nè, đang trước cửa hẻm nha. Đang trước cửa hẻm đây. Đó thì cũng tới đây lần thứ 3 rồi nhưng mà hôm nay thì cô Sinh mới tới mới làm live. Rồi vô nè, Thiêm ơi. Vô trong này đi. Ờ vô đường nào? Vô đi, kéo cửa ra. Dạ. Yeah. Rồi, mình cùng nhau vô hẻm nha mọi người. Đây. Hello. Hai Vân, hai Cẩm. Hai. Hello chị. Hai em. Đây ở trong nha, lát nữa là ok, Christina gặp bạn rồi. Bây giờ là xin chào mọi người nha. Bye bye, và hẹn gặp lại mọi người trong những cái like nha. Và sẽ tiếp tục chia sẻ. Ở đây có cà phê muối rất là ngon. Nếu mà anh chị nào có tham mà mình tới Houston á thì mấy anh chị cứ tới hẹn thử cà phê muối nha. Tại vì xin tới đây lần thứ 3 nhưng mà lần nào đi mình uống cà phê hết á. Đó, và xin bye bye. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nha. Lát nữa sóng này là mình đi vô bài tiếp. Bye bye.